Chào mọi người trong room nha. Sao mình vắng nhỉ, không có ai. Anh định nhốt em ở đây luôn à? Ai thèm? Dạ em cô xin nha. Hỏi gì kỳ? Vì sao anh không xuống mở cửa xe cho em? Cho mọi người vào room nha. Dây LTT. Đóng cửa phòng lại, ok. Quạt đi nhá. Tình yêu như à, biết ngay mà kiểu nhìn hí hí mắt lại giống phụ là anh biết ngay. Bây giờ phải auto mời. Vì đã yêu trái tim bằng lòng, thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Tóc bay phấp phới, thế nào mới ảo, thế nào mới xinh. Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười, nhiều lần được mắt rơi xuống ướt nhòi. Giận lòng mạnh mẽ đi kế bên và một nỗi. Đừng mua một người không nhớ đến ta. À chào Sơn. Sơn mất ghế rồi. Sơn mất ghế rồi. Sơn làm tròn cho tiên đi Sơn. Tình vui khắp cùng nhau mà thế sao ta vội muốn cách xa. Đừng bảo là Nick bên này cũng bị khóa nhá. Tình yêu sao khác thường đôi lúc ta
gì? Trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hay ta từng đi qua. Anh sợ người em rồi đó. Em có lý do riêng của em mà. Sơn đi chia cho các vợ khác mà Sơn không để để dành cho vợ. Ờ vợ này à? Chắc nó quan tâm gì tới ai đâu mà. Không để dành cho người yêu à? Lỗi do rồi. Cho quá khứ hai ta từng đi qua. Trái hoa mật nha. Em đổi sâu đấy. À nhầm em đổi room đấy. Mọi người ơi, anh cho follow này, anh follow ở trên này với nha. Mọi người kết bạn Facebook em ở trên này nha. Ai có hoa phi treo ở nhau. Mọi người vote 5 sao trên điện thoại giúp em nha, thế hả? Vâng. Em đùa đấy, em thế sao? Đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Giờ hát bài gì nhỉ? Hôm nay có sinh không? Sinh mũi tội mà nhìn mắt dở ương ương quá. Bịp anh sao được nên xấu thôi rồi luôn. Thế á? Chết rồi. Làm trò. Hôm nay không xin chào. Chém vui nha. Không đâu 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 đâu. Không lên công ty chưa? Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu hay. Cảm ơn Phương nha. Miên man riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay. Chờ một ai đó đến bên em lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm lại đến bên em cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi em. Phút giây em mong tên tình yêu ấy. Giờ đây là ai người em mơ ước bao đêm. Sẽ luôn hoàn toàn thế thương. Sẽ luôn là vòng bị đâm xe thì á, trời ơi, sao lại bị đâm xe như kiểu gì, như kiểu gì hả? Giờ đây là anh người em.
thường anh kêu tối chưa? Alo, alo, em nhớ siêu. Mọi người lại định đi để em nói chuyện một mình à? Sao lên đây mặt mình, sao lên đây mặt mình trắng nhỉ? Chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Em đâu biết anh đâu lặng vô kín căn phòng ấy, tim anh nhìn thất lại và mong đó chỉ là mơ, vì em còn yêu anh rất nhiều. Giọt mùa làm kia đi sau kè mà ở cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chung mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Chào đâu đi nha. Chẳng ai có thể yêu nổi được trái tim khi nó đã yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân cả vô cùng cho yêu một người vô đau. Từng lời hứa như về sao lại ngừng. Chào anh Trầm nha. Sao anh lại để tên là Trầm, anh tên là gì đấy? Cả anh không đêm nữa. Qua chúng ta liệu sống có ra hay cứ mãi rồi lừa. Nhìn nơi gương Trầm á? Sao anh lại tên Trầm nhỉ? Để đi sau kè mà ở cùng cơn mưa là đổi bài nhá. Ngàn mũi. Mọi người ăn cơm tối chưa?
đường về Vũ Hán. Còn gì đâu anh hỡi từng khi đưa nhận cho nhau tháng năm mong chờ về đâu. Cảm ơn anh Trọng nha. Anh cho em biết tên thật của anh đi. Em chào anh Ba Trọng nha. Em chào anh Ba Trọng xấu gái. À xấu trai nha. Đừng dù chia ly từ đây, yêu đau hóa kiếp đau thương người ơi. Rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hỡi chờ mong, mơ mong anh sao yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải giấu từ một buổi chiều, thật vui mây sáng theo nhau về. Giờ ngỡ ra kia lắm lối gì vỡ, từ lời bị phụ. Gọi anh là chồng, cứ gọi anh là chồng hả? Để xem anh là ai. À sao cục cưng hả? Ok em cứ gọi em là chấm vậy. Ông sao không đủ đỡ nên ba chấm cơ. Cuộc tình ra đi vội vàng, con tim để đành vỡ tan. Rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chuyện quan quay. Những chiếc hôn vụng trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Chuẩn bị ăn sáng. Đừng mong em người nơi đó đâu, chỉ dành riêng em. Rằng anh yêu mãi riêng một trái tim dành cho em thôi. Anh luôn nói mình cùng chung bước, nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Đốt đắng cay vào lòng, đốt dòng nước mắt thấm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Anh là ở đâu? Anh là ở đâu? Anh bên nước ngoài hả? Đừng mong
Cho dù con tim này luôn mong người đổi thay, nhưng giờ duyên say một ai kia nào có hay. Để giờ đây đắng cay, còn đau tình là mãi mãi. Ôi, buồn cười quá. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và làm tim khi không biết gì. Anh ở Australia, thế là anh là người Việt Nam. Anh là người Việt Nam nhưng mà anh ở đâu? Anh ở đâu Việt Nam ấy? Nó gọi là quê ở đâu? Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng anh. Anh ở Nghệ An à? Tên điều gì và đừng nói yêu em nữa đi. Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Trên này vừa nha. Mọi người kết bạn Facebook ở trên này cho em vừa nha. Ai có hoa free lên hoa free cho em nha. Cả bốt giao xa trên điện thoại cho em nữa. Sao lại cười em? Cũng xa nhau rồi. Ngày nào trước hôm bao đêm xa dài. Giờ nước mắt rơi, chẳng còn ai em trên đầu môi. Giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dối bời. Giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng đời ra trôi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đẹp ở thóc hay sao ấy. Em
vậy đó? Anh Quý nè, anh nói gì đấy? Em không hiểu. Đừng nói chuyện với người mù tịt tiếng Anh. Khen em đẹp hả? Em hiểu cái chữ cuối thôi. The most beautiful talk TV. Today you like em canal, sao lại em canal? Em canal how he is so that people live the most beautiful talk TV. Vì mọi mệt quá, người là ai giữ như một dùng con. Mượn rồi tôi trả, đừng vội mà quá. Người là ai xin anh em một dùng con. Một liều vẫn lá, để tôi thành thang. Người là ai xin anh cho mọi bờ vai. Để là đeo đuôi, đây là lần cuối thôi. Giờ tao quen anh rồi. Nhìn cái tên quen quen đấy, nhưng mà anh viết cái chữ này nó, anh viết cái chữ này em lại thấy không quen, xong rồi lại quen, lại biết là anh Quý. Chỉ cần một vai người dù rộng. Anh thử rap cái bài Người Âm Phủ nhá. Thử rap không? Anh ăn cơm cho anh Quý. Hey, 3 giờ còn chưa ngủ. Thương tình về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay. Nhưng mà lúc nào em cũng làm sao trên mây. Tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho người ngẩn ngơ. Chẳng được tự nhiên cũng như làm thơ, vì trong lòng em còn thương người nhớ. Đi cùng anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong một ngày nắng tay yên dáng vai. Một ngày hai nếu anh gần đầu mình như nhau mãi mãi. Cuộc đời em từng là ngạo ngạt buồn, chỉ mong anh là dễ lên ngôi. Từ ngày gặp anh em thấy vai bỏng, chẳng còn chật trộn, chẳng còn thật buồn. Lại đây em nói nhỏ, em làm gì cũng để em nói ờ. Có thể ngào ngào ngụ cười ngơ ngơ suốt ngày. Vừa quá. Đến sáng chẳng cần ngọt cà phê, không cần không cỏ không men không rượu nhưng vẫn làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình định với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện về anh em say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tìm em đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở mà lại đi chuyển vật. Có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em chứ sao ngoài tìm ai. Một tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng để đến đây chạy đến bên anh thì người em là vô lại. Gần gần thuộc rồi. Mọi người thích Tiên bấm theo dõi, có hoa phi lên cho Tiên nha. Quà cộng quà mọi người ai on đến nhiệm vốt năm sao cho Tiên mà thank you nha, thank you nha nha. Anh chuẩn bị ăn hả? Dạ anh không chuẩn bị ăn thế, không ăn sớm đi không đói. Ê, 3 giờ anh còn chưa ngủ. Cứ từ về anh biết bao nhiêu cho đủ. Em thử lại lần nữa nhá. Ăn đi, không đói. Hay là anh nhìn em no rồi? Hey, 3 giờ em còn chưa ngủ. Thương thương về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Cho mọi người âm phủ ngày ngủ đêm bay. Nhưng mà lúc này em cũng nằm trên mây. Tiếc, tức em là hồ, nụ cười anh là
trời nắng đi trong lành ngẩn ngơ. Chẳng phải là dư dịu biết làm thơ, vì trong đầu em toàn thương với nhờ. Đi cùng anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một ngày nắng tay để sáng mai. Ngày hai cuộc đời em như là nhạc vừa, chỉ cần anh biết biết em sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em thấy bay bổng, chẳng còn dập gượng, chẳng còn dập khuôn. Lại đây em nói nhỏ, anh kể làm cái gì để em nói à, hát thì ngào ngào miệng cười ngon hơn. Nay không đeo kính nữa à? Vâng ạ. À, nay lại có sâu thế cho nhà không kịp đeo kính. Không, quên không mang hộp lên đi. Anh có yêu thật thân mình không? Nếu có là tình địch với em nhá. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tim em đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở, mà lại đi chuyển hộ khẩu vào trái tim em. Anh có thấy cuộc đời bị nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại? Vậy thì đến đây với em xin sao cứ hoài tìm anh. Nhà anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Đến với anh thì em cũng không ngại. Chào anh Mr. K nha, idol mở mắt ra nói chuyện với mọi người đi. Đây. Đeo kính vô nhìn dễ thương lắm hả? Ok. Tại vì kính của em mất rồi, em không tìm thấy kính đâu hết ý. Em cảm ơn anh. Nhắm mắt thế sao? Thấy chắc được chắc. Em nhíu mắt mới thấy được chắc. Em mở mắt to ra nhìn cũng nhìn được chắc nhưng mà không nhìn rõ. Ngày ngủ đêm bay nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Tóc em là suối, mắt em là hồ. Mọi người ơi, em chưa follow lên thì anh em follow trên này với nha. Mọi người kết bạn Facebook của em ở trên này nha. Hoa phi lên hoa phi với nha. Vốt năm sao trên điện thoại cho em nha. Chiếu nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Idol đã cần vẫn cháy đỏ. Em ngồi cạnh anh cái đầu khẽ lắc lư, đôi tầm mắt nhìn cái phố lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đầy sáng. Idol Đà Nẵng đúng không ta? Không, em là idol Hà Nội. Em ơi có cháy. Anh thấy đám khói ngay đây này. Đây em thì idol Hà Nội chứ Đà Nẵng gì? Idol Hà Nội. Tức là idol Hà Nội á. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp hết gió đông. Gặp em sau 20 năm cuộc đời, giờ phải lòng qua vài lần đi chơi. Nhìn em là biết ưng anh lắm rồi, chẳng cần anh phải mời. Nhưng em ơi, yêu là phải nói cũng như đó là phải ăn. Em mà đã thích thì đừng ngồi lăn tay. Nói phải ăn nghe chưa? Để đắp chân, anh sẽ ở đâu Hà Nội em ở à? Kim Ngưu. Kim Ngưu Hà Nội. Bốn. Trời rực rỡ nhưng mà trời mùa hạ. 43 Đà Nẵng mà. Đây là 88 mà. Giờ lại còn biết làm thơ. 1.000 miếng cụ đơ, 2.000 hai miếng cụ đơ, 1.000 tiện cho anh hỏi giá trái tim. Bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua. Ê, ngày nắng, ngày mưa, anh biết. Giữa trưa hay chiều tối, chỉ cần em gọi là anh sẽ qua. Ở đâu cũng được dù còn hay xa. Anh biết, chạy anh biết thế em á. Anh chẳng lo vấp ngã. Lộn. Anh không sợ cả thế giới. Em cũng có sâu 43 một lần rồi hay sao á. Anh biết ham chơi, chỉ đôi khi hay. Đây là 88 mà. Anh không phải là ca sĩ, cũng cho em được ngàn lời ca. Đưa nhau có bao nhiêu. Ủa sao hồi trời bảo hôm nay không có sâu. Anh cầm tay anh mình cùng đi nhanh lo chi. Chua nhỉ, tháo chua nha. Tại vì hôm nay không có sâu thật mà. Chỉ thế sau đó. Đưa nhau có bao nhiêu ngày dài. Cùng vượt cả ngàn trong gai. Nàng cầm tay anh mình cùng đi nhanh lo chi. Chuyện ngày mai dù còn có biết sau ngàn nỗi đơn đau rồi. À chứ anh không ở Hà Nội hả? Anh sao bên đấy họ bảo hay là như thế nào? Em thật ngờ. Ok. Anh ở Đống Đa Hà Nội. Đeo len cho nên là quên không mang len để đeo á. Anh đi công tác không? Bài này cho nó vui nhá.
Để em chút. Đã bao lâu lòng này em chẳng nói với anh. Ngàn lời em cứ giữ trong tim. Lần này đến lần khác đôi môi cứ lặng phí chẳng nói gì. Chỉ biết cạnh anh mà cho anh chẳng đến. Anh đi công tác ở Hà Nội và muốn gặp em á. Thì anh lên công ty gặp em thôi. Anh gặp em để làm gì? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sung sướng nó vời vợi, 20 năm cuối là bao. Ơ là thế, đời sống không được bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ơ là bao, năm sau mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi. Đi chơi với em à? Đi đâu? Anh muốn đi đâu? Chẳng mai có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương có vời vợi, 20 năm cuối là bao. Ơ là thế, đời sống không được bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ơ được bao. Quý ơi có thank you.
vô 5 sao trên điện thoại cho em với nha. Em không biết bao nhiêu sao trên trời, em không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù gian lao dù ra sao thì em vẫn luôn có một người luôn bên cạnh em mãi thôi. Em không biết yêu quý sao cho người, em không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu em dù không mấy đời, nhưng lòng em biết ý nghĩa cuộc đời nên là khi có quý. Và quý ơi điều em biết là mỗi khi quý cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biết ta. Và chậm mấy điều em biết là nỗi nhớ tới bao lúc chẳng rời xa trở đây chẳng giận em. Và chậm mấy điều em biết là nỗi nhớ lòng vì em vô quỳ. Bài này đúng không? Ôi em còn 9 phút nữa thôi, nhanh hết giờ quá nhỉ. Hay quá. Anh không chào em à? Tạm biệt mọi người rồi. Em còn hai. Tạm biệt mọi người, em đi ăn chân gà đấy. Anh ta đã bước đi mãi chẳng bao giờ quay lại. Thì thôi em hãy cứ quên. Mọi người ăn chua. Ăn đi không đói đấy. Xóa đi nhiều lần vẫn cứ nghĩ thôi hết
rồi cũng dần đi. Khi trong lòng em đã ngồi lạnh từ lâu, anh thường hay thương. Ơ, anh đang ở Đồng Nai hả? Em đã có ai chưa? Để không, không, không cho anh đâu. Cố gắng mở mắt to ra. Hôm nay có xinh không? Hôm nay có xinh không? Cố gắng để được tư cách người anh trai hả? Rồi cũng phân ly. Khi trong lòng em đã vui lành từ lâu. Sao anh quản lý ra? Ê, nó không để ý á. Xinh mà. Thế mà hôm nay không ai chụp cho em kiểu ảnh nào. Hôm nay xinh đúng không? Cô ảo tưởng vị trí của mình trong tim em. Đâu thì đâu nhưng em lại không yêu em nữa rồi. Từng dòng trạng thái mà em đã đăng, anh tưởng là nhắc đến anh chứ. Nhưng rồi đã lầm, lại trách thầm mình quá ngu ngốc và giá như. Giá như lúc đó có phải bài này không anh? Tôi phải quan tâm anh hàng ngày. Giá như mà em lành nhẹ một chút thì giờ chẳng đau như thế này. Làm anh ảo tưởng rồi lầm tưởng là em chỉ tốt với mình anh. Nhưng mà sự thật là quá ngang trái khi còn nhiều người đó mình anh. Sự thật bây giờ trong anh đôi lắm khi biết vị trí của mình trong em. Chàng xem nhìn cũng không nói chuyện vì ngại phải sợ đối diện. Em là anh nhút nhát quá phải không? Chàng xem đối diện có phải không? Rồi lại tự kỳ như một anh quẩy sâu em. Anh mới vào là như thế nào? Không hiểu rõ anh chẳng muốn em là em gái. Cũng chẳng muốn lấy tư cách đối diện với em khi giờ là anh trai. Người em còn 3 phút nữa thôi. Mình ngược trái hay phải chấp nhận vào đúng vị trí dìu dắt em quay người còn lại. À không biết ba em có sâu. Em làm mà trò chơi có ai chơi không nhỉ? Em không biết mà. Vừa hay rảnh vô chơi xíu à. Mọi người ơi, ba em có sâu lúc mà 5 giờ chiều luôn 77 nha. Nha. Có ai vào chơi không? Tôi sai lầm bởi thân lập tự hậu quả tim lạnh như chờ vào đông. Niềm vui nhỏ mà anh nhận được. Lúc 5 giờ lúc 77. Ngay từ đầu không đặt hy vọng anh đã không chút quá nhiều đớn đâu. Lỗi do mình thích được quan tâm. Rồi dần anh mù quáng. Tư cách sau cùng vẫn là anh trai không thể mở lời cho chiều gái. Ui còn 2 phút nữa. Em cũng mặc kệ để tình trôi. Lấy quyền gì mà anh ngăn cấm có buồn có giận của mình thôi. Anh muốn nhớ lại tất cả mọi thứ. Xem như là lần cuối viết. Nếu như có quên hết được kỷ niệm anh cũng hài lòng vì không nuối tiếc. Vết thương cũ mà anh giữ lại chưa từng một ai đến khâu lành. Vì mối quan hệ chỉ là anh em thì mối lưu duyên đó đâu thành. Em tự đặt mình là anh mới hiểu cảm giác như thế nào. Anh còn thấy ngại gọi từ em gái càng lúc gặp nhau em cúi chào. Giả như hai ta chung suy nghĩ có niềm tin đợi chờ. Điều em nên biết là anh đã chọn thì hình ảnh em không vậy nè. Hãy xem em là một giấc mơ. Em sẽ không là người anh yêu. Là sao? Có nghĩa là anh ấy không đi chơi à? Nên anh vẫn cứ quan tâm em. Dù đớn đau em không muốn vậy đâu. Hãy quên em như chưa từng. Anh sẽ chấp nhận dừng lại. Đừng cho anh thấy những điều đó. Để anh phải tiếc tất cả những ngày tháng qua anh đã từng chăm lo. Ui, cần một phút nữa. Hãy đặt dấu trong hết cuộc tình này. Còn hơn là phải gượng ép con tim của anh phải sống trong tù đày. Chối ngày bên đâu, em đâu hết đó á, anh ở đấy anh làm gì? Em phòng là để em được nhìn thấy anh đây vẫn ổn mà chẳng hề vướng bận. Hay ở đó làm gì? Em giới hạn với anh mãi mãi chẳng đi đến tương lai. Rồi đến một ngày em chợt nói ra. Chào anh mau nha. Ngày không nhớ lên. Chúng ta bây giờ có lẽ không thể đến. Vị trí của anh trong em không có thì đành gác lại của một bên. Một phần à, chào anh Huấn. Chào anh Huấn. Để đồ nhận lại kết cục đổ vội khi em bước đi chẳng đáng
Anh đi cà phê hả? Chúng ta xa nhau bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tình cảm em đã quyết định như vậy thì đành phải tự lập sang trang. Biết rằng lập tự ở trong tình cảm là đau nên anh không kiên định. Tư cách một người anh trai chỉ biết đứng sau nhìn xuống cho yên tĩnh. Em hết sâu rồi. Mọi người ai chưa follow để em follow luôn đi nè. Ai có hoa video không đi cho em nha. Bye mọi người. Em quên không đọc. em quên không đọc. Vậy khi nào mới lên hả anh? Bài gì đó chị? Đây là bài đây là bài tư cách người anh trai. Ok anh à. Gái sẽ yêu thương anh trọn đời. Hát một bài nhé. Miêu karaoke. Bài vừa độ rồi là cái gì nhỉ? Là bài gì nhỉ? Là bài tư cách người anh trai nha. Bài đó là bài tư cách người anh trai nha. Thứ hai anh về Hà Nội hả anh Huấn? Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào mà ngang tìm tiếng gió heo. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào nghĩ sao chưa chiếm qua trời. Chào anh Miss Only Mina, Mina nha. Miss Only Mina nha. Không đeo kính em sao mà mắt híp tịt vào thế kia. Đúng rồi. Idol chào mọi người nha. Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em rồi, mây xuống vây quanh giọt sương. Tuổi nào, còn tuổi chơi hư vô. Bàn tay che dấu lẽ nào. Con ở đây quên quên. Chào anh Ngáo nha. Chưa bao giờ gặp á. Quên mà chưa bao giờ gặp. Chào anh Khánh nha. Chào mọi người nha. Chào anh Đâu 94. Anh đâu không phải anh chuối đúng không?